Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 24 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Chương trình thời sự hôm nay của đài chúng tôi có những tin chính sau đây. Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp xúc tặng quà nguyên lãnh đạo thành phố, các tổ chức tôn giáo, đơn vị, gia đình chính sách. Ủy ban nhân dân thành phố họp phiên thường kỳ tháng 1 và triển khai hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán, bảo đảm vui tươi, lành mạnh, an toàn. Hoàn tất công tác trang trí đèn chiếu sáng đô thị phục vụ Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Nhân dịp đón xuân Đinh Dậu, sáng nay, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức tiếp xúc gặp gỡ các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, mừng Đảng, mừng xuân, mừng thành phố và đất nước đổi mới. Tới dự có các đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và đại diện các sở ban ngành địa phương đơn vị. Trong không khí ấm áp của những ngày xuân, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố thông tin tới các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố những kết quả phấn khởi thành phố đạt được trong năm qua, đồng thời bày tỏ sự tri ân những đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố cảng. Năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo trung ương, sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố, sự vào cuộc của các cấp ngành, địa phương, doanh nghiệp, sự ủng hộ tích cực của nhân dân, thành phố Hải Phòng có bước phát triển đột phá với những kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực. Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh: Năm 2016, thành phố hoàn thành cơ bản 19 trên 20 chỉ tiêu về kinh tế xã hội. Lần đầu tiên Hải Phòng chúng ta dẫn đầu về cái thu hút FDI nước ngoài, những cái tập đoàn doanh nghiệp có công nghệ hiện đại. Cái thứ hai là các doanh nghiệp trong nước cũng đã về với thành phố chúng ta khá lớn, là những doanh nghiệp có tiềm lực thực sự, như tập đoàn Vingroup, Sun Group, rồi tập đoàn Hyundai. Chúng ta rất kỳ vọng những cái tập đoàn này sẽ làm chuyển biến cái tình hình kinh tế xã hội của thành phố. Cái điểm tiếp nữa là cái thu ngân sách, một cái điểm nghẽn, một cái yếu nhất của Hải Phòng trong nhiều năm qua. Thì năm 2016 chúng ta đã đạt được con số 17.000 tỷ đồng, tăng khoảng 4.000 so với năm 2015. Cái này là cực kỳ quan trọng để chúng ta xây dựng thành phố. Một cái điểm tiếp theo là cái kết cấu hạ tầng giao thông. Phải nói là chúng ta cũng khánh thành rồi khởi công được nhiều công trình lớn, có ý nghĩa là động lực để thành phố phát triển cho lâu dài cũng như là trước mắt. Và đặc biệt là cái an sinh xã hội, quan tâm tới gia đình nghèo, gia đình chính sách cũng được thành phố chú trọng hơn, nhân dân cũng phấn khởi tin tưởng. Đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố nhấn mạnh, năm 2017 đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Trên cơ sở những kết quả đạt được, thành phố tiếp tục xác định là năm đột phá của Hải Phòng. Bên cạnh những cái khó khăn, những cái thách thức đan xen chung của nền kinh tế quốc dân cũng như của thành phố chúng ta, thì thành phố chúng ta có nhiều cái yếu tố thuận lợi. Đó là các công trình kết cấu hạ tầng giao thông chúng ta đưa vào sử dụng năm 2016 thì sẽ phát huy tác dụng vào năm 2017. Rồi cái lượng vốn chúng ta thu hút được đầu tư của năm 2016 sẽ được triển khai đầu tư rồi phát huy hiệu quả sản xuất trong năm 2017. Nhiều cái yếu tố thuận lợi đến với thành phố, thì trên cái tinh thần như vậy, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố xác định năm 2017 là một năm đột phá mạnh mẽ của Hải Phòng, bứt phá để chúng ta vượt lên so với các cái mặt bằng chung, cái tốc độ tăng trưởng chung. Thì cũng báo cáo các bác, các ông chí là xây dựng chỉ tiêu khá cao, công nghiệp tăng trưởng khoảng cỡ 19%, GDP tăng trưởng khoảng cỡ 13%, thu ngân sách tiếp tục tăng trưởng khoảng 26%, hàng hóa qua cảng Hải Phòng dự kiến khoảng 92 triệu tấn,
xuất nhập khẩu khoảng 21%, đồng loạt các chỉ tiêu tăng rất là cao, thì cũng đã có những cái căn cứ, có những cái cơ sở khoa học, và cũng báo cáo các bác công chí cái tín hiệu rất là đáng mừng của tháng 1 năm 2017 thì đã cho chúng ta những kết quả tương đối là sát. Tất nhiên tháng 1 năm 2017 năm nay thì còn có những cái yếu tố của Tết nhiều hơn. Nhưng mà cái tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp đã đạt khoảng trên 16%, 16,8%. Thế rồi thu ngân sách tháng 1 đã đạt xấp xỉ 1.900 tỷ trên tổng số là 6.000 tỷ. Thì trong đó thu hải quan khoảng 4.100, còn thu nội địa chúng ta đạt khoảng 1.900 tỷ. Thì so với cùng kỳ chúng ta cũng tăng được hơn 10%. Thế rồi cái xuất nhập khẩu chúng ta tăng khoảng cỡ hơn 20% của tháng 1. Thế và đặc biệt là cái tín hiệu về kết cấu hạ tầng giao thông. Tháng 1 chúng ta đã hợp long cầu Tân Vũ Lạch Huyện để phấn đấu là 2017 là chúng ta khánh thành đúng tiến độ. Dự kiến là vào dịp 13 tháng 5 2017 sẽ khánh thành một cây cầu dài nhất Đông Nam Á, 16 km. Cây cầu này hoàn thành thì tạo ra một cái vị thế mới cho thành phố chúng ta để chúng ta phát triển khu vực Cát Hải, Cát Bà và cũng là động lực để chúng ta xây dựng cái đảo, quần đảo Cát Bà. Thế rồi chúng ta cũng đã khởi công cầu Hoàng Văn Thụ trong tháng 1 năm 2017. Thế rồi về kết cấu hạ tầng giao thông thì ngày mai, chiều ngày mai 15 giờ thì thành phố chúng ta cũng sẽ khánh thành cây cầu cầu vượt Lê Hồng Phong theo đúng cam kết, sẽ khởi công cái đường ven biển kết nối giữa Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định rồi Ninh Bình, rồi chúng ta khởi công một số các cái dự án công trình giao thông trọng điểm khác nữa, rồi cũng vào cái dịp 13 tháng 5 cùng với khánh thành cầu Tân Vũ Lạch Huyện thì chúng ta sẽ khởi công cái dự án khoảng 3 tỷ đô la Mỹ đầu tư 21 km cáp treo từ bên Cát Hải sang Cát Bà, và chúng ta biến cái đảo Cát Bà trở thành một cái đảo xanh. Đây là một trong những cái mà có lẽ là cực kỳ quan trọng để chúng ta tập trung xây dựng thành phố chúng ta trở thành thành phố du lịch văn minh hiện đại. Và một cái điểm nữa của tháng 1 có thể nói là cả hệ thống chính trị, các ngành, các địa phương chúng ta đã tập trung rất cao để chuẩn bị Tết chu đáo cho nhân dân thành phố đón Tết trên tinh thần là tiết kiệm, an toàn để nhân dân đón Tết được vui vẻ. Thì cái trang trí của giải trung tâm đã được thành phố chỉ đạo rất là tốt. Thế rồi triển khai tới các địa phương về công tác an toàn, công tác an ninh phòng cháy chữa cháy cũng đã được công an thành phố, rồi cảnh sát phòng cháy chữa cháy, rồi các ngành, các địa phương triển khai rất là tốt. Thì đánh giá lại cái năm 2016 và cũng xác định mục tiêu, nhiệm vụ của 2017 là cực kỳ quan trọng và xây dựng hệ thống chỉ tiêu rất là lớn. Nhưng với cái tín hiệu của tháng 1 năm 2017 đã đạt được thì có thể chúng ta cũng tin tưởng những cái chỉ tiêu của năm 2017 hoàn toàn có thể khả thi. Tất nhiên là trong cái quá trình triển khai cũng như bên cạnh những cái cơ hội, những thời cơ, những thuận lợi thì còn đan xen rất nhiều khó khăn, rất nhiều thách thức. Thì cái hệ thống chính trị, cái phương thức lãnh đạo của Đảng, của chính quyền chúng ta phải tiếp tục có cái sự đổi mới toàn diện trong phương thức lãnh đạo điều hành của Đảng, trong cái lãnh đạo chỉ đạo cụ thể của ủy ban, rồi của các cấp, các ngành, chúng ta phải có cái đổi mới mạnh mẽ thì mới đáp ứng được một cái yêu cầu phát triển trong một cái thời kỳ mới của thành phố chúng ta. Thì có lẽ là trong cái thời gian tới đây thì các ngành chúng ta sẽ tập trung cao. Thì trước mắt thì tôi đề nghị là từ nay tới Tết, các ngành, các địa phương, các ông chí chú trọng làm sao đảm bảo cho nhân dân thành phố đón Tết vui xuân, được an toàn, được tiết kiệm, lành mạnh. Trên cái tinh thần như vậy thì Ủy ban Nhân dân thành phố, rồi thì các sở ngành theo chức năng nhiệm vụ của mình, xây dựng, công an thành phố, phòng cháy chữa cháy, rồi các ông chí chủ tịch, ông chí bí thư của các quận huyện, các ông chí chủ tịch các quận huyện, các ông chí tăng cường
hơn về vấn đề an ninh trật tự, chú trọng hơn về cái phòng cháy chữa cháy, thế rồi cái vệ sinh môi trường. Hôm qua thì thường trực có văn bản chỉ đạo tới các địa phương là sáng ngày 28 ngày mai toàn thành phố thực hiện tổng vệ sinh ở tất cả các khu phố, ở tất cả các ngõ. Thì cũng đề nghị chiều nay các ông chí bí thư, các ông chí chủ tịch cho triển khai sớm để làm sao mà từng tổ dân phố và chúng ta phải tiến hành tổng vệ sinh trên địa bàn thành phố chúng ta. Ở trung tâm thành phố thì rất đẹp rồi, nhưng vào ngõ, vào sâu thì còn rất mất vệ sinh. Thì tôi đề nghị là cái này thường trực ngày hôm qua đã có văn bản gửi các ông chí, thì mong các ông chí chiều nay các ông chí tổ chức lực lượng chủ công là Hội Liên hiệp Phụ nữ, các ông chí để làm sao mà dọn dẹp đường phố cho sạch sẽ. Thế còn cũng qua kinh nghiệm của nhiều năm, tất nhiên là năm 2016 là chúng ta tổ chức cái an ninh trật tự, lãnh đạo chỉ đạo cái lĩnh vực này cũng rất là tốt, nhưng chúng ta không được chủ quan. Rồi cái phòng cháy chữa cháy, các ông chí phải hết sức là tăng cường thông tin rồi triển khai các lĩnh vực để đảm bảo sao cái Tết này của thành phố chúng ta an toàn tuyệt đối. Cái này cực kỳ quan trọng. Thế rồi cái giao thông trật tự năm nào cũng xảy ra rất là nhiều, thì tất cả các ngành, các địa phương các ông chí tăng cường rà soát. Có lẽ là hôm nay thì cũng là còn mấy ngày nữa chuyển sang năm mới, tôi thay mặt cho Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố xin được cảm ơn các bác, các ông chí, nguyên lãnh đạo thành phố, xin kính chúc toàn thể các bác, các ông chí một năm mới dồi dào, sức khỏe, hạnh phúc. Nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, chiều nay đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố tới thăm và chúc Tết Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, cùng đi có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy. Thăm và chúc Tết Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 3, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành cảm ơn sự hỗ trợ giúp đỡ to lớn của Quân khu 3 với thành phố Hải Phòng trong nhiều năm qua. Đồng chí khẳng định trong mỗi bước phát triển của thành phố Hải Phòng luôn có sự hỗ trợ đóng góp không nhỏ của Quân khu 3. Thành phố mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của Quân khu để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội thành phố và nhất là nhiệm vụ quốc phòng trong giai đoạn hiện nay. Đồng chí Bí thư Thành ủy chúc cán bộ chiến sĩ Quân khu 3 đón xuân mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, hoàn thành trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó. Thay mặt cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu vui mừng cho biết. Năm qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao. Có được kết quả đó, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu luôn ghi nhận sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của lãnh đạo thành phố Hải Phòng, các cơ quan, ban ngành và nhân dân thành phố để Quân khu 3 hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 3 mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Hải Phòng để các đơn vị quân đội thuộc quân khu đóng chân trên địa bàn thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thăm chúc Tết Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành phấn khởi thông tin về những thành tựu của thành phố trong năm qua. Cảm ơn Hòa thượng Thích Quảng Tùng, các tăng ni Phật tử thành phố đã góp công góp sức cùng thành phố thực hiện các chủ trương phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Đặc biệt, Giáo hội Việt Nam thành phố Hải Phòng đã tham gia tích cực vào nhiều hoạt động an sinh xã hội của thành phố, động viên các tăng ni Phật tử hưởng ứng các phong trào chung của địa phương. Đồng chí Bí thư Thành ủy chúc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố cùng các tăng ni Phật tử đón xuân mới an khang thịnh vượng. Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố thăm chúc Tết một số gia đình chính sách, hộ nghèo và chức sắc tôn giáo trên địa bàn thành phố. Chiều nay, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố thăm tặng quà và chúc Tết Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chúc cán bộ chiến sĩ vùng 1 Cảnh sát biển vui xuân đón Tết Nguyên đán an khang thịnh vượng, tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực thi nhiệm vụ pháp luật trên biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Đến thăm và tặng quà gia đình ông Vũ Văn Bình là thương binh hạng 1/4, gia đình bà Lê Thị Hồng là vợ liệt sĩ đều ở phường Trại Cao và gia đình bà Đoàn Thị Loan là hộ nghèo ở phường Lam Sơn, quận Lê Chân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chúc các gia đình chính sách và hộ nghèo đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, đủ đầy và hạnh phúc, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm hơn nữa, chăm lo Tết cho các gia đình trên địa bàn. Tại huyện Vĩnh Bảo, đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ, Cục trưởng Cục Thuế thành phố tới thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Khúc Thị Bậc ở xã Vĩnh Phong,
ông Lê Xuân Quyền, thương binh hạng 1/4 ở xã Cộng Hiền. Đồng chí cảm ơn những cống hiến của các gia đình có công với cách mạng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chúc các gia đình đón năm mới sức khỏe, hạnh phúc, bình an. Thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Tính là hộ nghèo trên địa bàn xã Giang Biên. Đồng chí động viên và chia sẻ những khó khăn với gia đình. Đề nghị các cấp ngành địa phương tiếp tục quan tâm chăm lo hơn nữa đến đối tượng chính sách, hộ nghèo để mọi gia đình được đón Tết vui tươi, đầm ấm. Sáng nay, kết luận phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân thành phố tháng 1 năm 2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng yêu cầu các cấp ngành địa phương đơn vị tập trung cao phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu, bảo đảm an sinh xã hội, phòng chống pháo nổ, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương công vụ ngay sau những ngày nghỉ Tết. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Văn Tùng biểu dương các cấp ngành địa phương đơn vị đã thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán. Đồng chí yêu cầu các cấp ngành địa phương tăng cường phòng chống việc tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt pháo nổ trong dịp Tết. Ngay trong đêm giao thừa và những ngày nghỉ Tết, thành phố sẽ kiểm tra lại các tuyến đường phố, khu dân cư để xử lý nghiêm những vi phạm. Địa phương nào để xảy ra tình trạng đốt pháo nổ, người đứng đầu địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo thành phố. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với các quận huyện rà soát những kiến nghị liên quan đến chế độ chính sách để giải quyết trước Tết. Ngay sau Tết phải bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ tăng cường thu ngân sách, đẩy nhanh tiến độ các dự án công trình trọng điểm. Thành phố sẽ tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ quan đơn vị về thực hiện kỷ luật, kỷ cương công vụ. Tại phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Tết trồng cây, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp trước, trong và sau Tết. Dự thảo báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố nêu, trong tháng 1 năm 2017, các ngành lĩnh vực duy trì tăng trưởng khá so với cùng kỳ như sản lượng hàng qua cảng, sản xuất công nghiệp, kim ngạch xuất khẩu. Công tác chuẩn bị cho nhân dân đón Tết được các cấp ngành địa phương tích cực thực hiện. Thành phố quan tâm chăm lo, hỗ trợ các đối tượng chính sách, hộ nghèo, cận nghèo với mức hỗ trợ tăng cao so với năm trước. An ninh chính trị, an toàn xã hội được giữ vững. Trong tháng 2, thành phố tiếp tục chỉ đạo tăng cường nắm tình hình để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tập trung cao giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ khởi công, khánh thành các dự án trọng điểm, đẩy mạnh triển khai các giải pháp thực hiện chủ đề năm 2017 là tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Chiều nay, khối thi đua các cơ quan đảng tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2016, ký kết giao ước thi đua năm 2017 và gặp mặt mừng xuân Đinh Dậu. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng, cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa ghi nhận và biểu dương sự cố gắng nỗ lực của các ban cơ quan Thành ủy trong năm 2016, nhất là trong công tác tham mưu đề xuất giúp Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đạt kết quả toàn diện các nhiệm vụ xây dựng Đảng trong năm 2016. Về nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa yêu cầu các ban và cơ quan của Thành ủy phát động phong trào thi đua sâu rộng, tạo động lực và không khí phấn khởi thi đua, thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Qua phong trào thi đua, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức các ban và các cơ quan Thành ủy. Nhân dịp đón xuân Đinh Dậu, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa gửi lời chúc mừng năm mới, sức khỏe, hạnh phúc, thành công đến toàn thể cán bộ công chức, các ban, cơ quan Thành ủy và gia đình. Nhân dịp này, Chính phủ tặng cờ thi đua cho Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố tặng Đảng ủy khối các cơ quan cờ thi đua xuất sắc, tặng bằng khen cho 7 tập thể đạt thành tích cao trong phong trào thi đua năm 2016. Sau hơn 7 tháng thi công, cầu vượt Lê Hồng Phong sẽ được thông xe vào ngày mai. Chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình kiểm tra công tác chuẩn bị lễ thông xe. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Xuân Bình yêu cầu Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Dự án, Nhà thầu cùng các đơn vị liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho lễ khánh thành, chủ động phương án điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến. Những phần việc còn lại cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện để ngay sau lễ thông xe, hoạt động lưu thông trên tuyến sẽ trở lại bình thường. Theo kế hoạch, vào chiều mai 25 tháng 1, dự án sẽ chính thức được đưa vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân thành phố, góp phần tích cực giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên tuyến. Thưa quý vị và các bạn, Thành ủy Hải Phòng vừa có công văn số 337 ngày 23 tháng 1 năm 2017 gửi Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và các quận huyện ủy về việc phát động ngày tổng vệ sinh môi trường thành phố theo chủ đề Tết Xanh Sạch Đẹp. Theo đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, tổ chức phát động toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia làm tổng vệ sinh vào 7 giờ 30 phút sáng thứ Tư ngày 25 tháng 1 năm 2017.
Trong đó, các đoàn thể chính trị xã hội như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên làm nòng cốt, tổ chức tổng vệ sinh công sở, đường hè, ngõ xóm ở từng tổ dân phố, thôn xóm để tạo môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp và giữ gìn vệ sinh trong, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các quận huyện, các sở ngành địa phương thực hiện đồng bộ các biện pháp, chuẩn bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị, nhân lực để thu gom xử lý rác thải trên địa bàn thành phố trong ngày tổng vệ sinh và những ngày trong, sau Tết Nguyên đán. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ùn tắc rác thải gây ô nhiễm môi trường. Người đứng đầu cấp ủy chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra tình trạng mất vệ sinh môi trường, ùn tắc rác thải trên địa bàn đơn vị mình. Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 đang đến rất gần. Thời điểm này, Hải Phòng đã cơ bản hoàn tất công tác trang trí phục vụ Tết và có lẽ ấn tượng nhất đối với người dân thành phố và du khách chính là không gian rực rỡ sắc màu ở dải vườn hoa trung tâm, các tuyến phố chính và một số công trình kiến trúc tiêu biểu của Hải Phòng. Về đêm, những ánh đèn màu lung linh tỏa sáng làm cho thành phố cảng càng thêm quyến rũ. 18 giờ là thời điểm cả thành phố bừng lên rực rỡ trong ánh đèn lung linh đủ màu sắc. Điểm mới thu hút sự quan tâm chú ý của nhân dân thành phố chính là việc trang trí chiếu sáng một số công trình kiến trúc tiêu biểu. Ánh sáng được sử dụng để tạo hiệu ứng thẩm mỹ, chiếu sáng bằng đèn LED, ánh sáng trắng, ấm. Ấn tượng nhất là các công trình, nhà hát thành phố, bảo tàng Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố, Ngân hàng Nhà nước. Cùng với thực hiện chiếu sáng công trình kiến trúc, chiếu sáng nghệ thuật cũng được thành phố đặc biệt quan tâm. Mỗi tuyến đường có một chủ đề trang trí khác nhau như Hải Phòng biển gọi, khát vọng hòa bình hướng tới tương lai. 48 cây xanh quanh khu vực quảng trường nhà hát thành phố và sân cột cờ cũng được trang trí đèn màu, tạo ánh sáng lung linh huyền ảo vào ban đêm. Đáng chú ý, ngoài 10 bình hoa bằng đèn LED bố trí xung quanh Hồ Tam Bạc vẫn hoạt động ổn định. Dịp Tết năm nay, Công ty Cổ phần Điện Chiếu sáng Hải Phòng bổ sung 6 bình tại khu vực nhà hát thành phố. Các bình hoa cách điệu được chiếu sáng màu vàng và hồng như sắc hoa mai, hoa đào, tượng trưng cho sắc xuân ngày Tết. Ủy ban nhân dân thành phố cùng với các ban ngành năm nay đã vào cuộc sớm hơn, chỉ đạo các đơn vị từ khâu duyệt market, đặt hàng các sản phẩm. Với thời gian không nhiều thì các nhà thầu đã cố gắng làm ngày, làm đêm, và đến ngày hôm nay thì các công trình đã thực hiện đầy đủ và hoàn thành để phục vụ nhân dân đón xuân Đinh Dậu thêm vui tươi và phấn khởi. Để đảm bảo hệ thống chiếu sáng thông suốt trong dịp Tết, Công ty Cổ phần Điện Chiếu sáng Hải Phòng phối hợp với Điện lực các quận tổ chức kiểm tra các trạm biến áp cấp nguồn, công tơ, tủ điện, vệ sinh tiếp xúc nguồn điện, bảo đảm cấp điện liên tục ổn định cho toàn hệ thống. Thời gian đóng cắt điện đối với các ngày lễ Tết sẽ đóng sớm hơn 15 phút và cắt muộn hơn 15 phút so với thời gian quy định. Công ty cũng bố trí lực lượng ứng trực, tuần tra, bảo vệ hệ thống điện chiếu sáng và tín hiệu giao thông, không để xảy ra hư hỏng, sẵn sàng khắc phục nhanh khi có sự cố xảy ra, bảo đảm phục vụ nhân dân vui xuân đón Tết. Trong phần tiếp theo của chương trình, giữ gìn nét đẹp truyền thống gói bánh chưng ngày Tết, thị trường chuối xanh phục vụ dịp Tết Nguyên đán ổn định đáp ứng nhu cầu người dân. Chỉ còn ít ngày nữa chúng ta sẽ bước sang năm mới Đinh Dậu. Giữa bộn bề hối hả của cuộc sống hiện đại, có một giá trị truyền thống vẫn được lưu giữ cho tới bây giờ, đó là phong tục gói bánh chưng ngày Tết. Và với những người lính biển, việc tổ chức gói bánh chưng mỗi độ Tết đến xuân về được xem như là sự gắn kết, là sợi dây tinh thần làm gần lại cảm giác xa quê. Chúng ta hãy cùng chứng kiến hoạt động này tại một đơn vị quân đội, đó là đoàn đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển. Đoàn đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ sôi nổi chuẩn bị cho hội thi gói bánh chưng xanh. Người chiến sĩ trẻ này cho biết, lần đầu tiên anh phải đón Tết xa nhà. Tuy nhiên, sự nhộn nhịp, tấp nập của ngày hội cùng không khí đón xuân ngập tràn, khoảng cách với quê hương như được kéo gần lại. Đây là lần đầu tiên tôi được cảm nhận cái không khí Tết xa nhà. Tôi đã đi lính được cũng gần một năm, nên là qua cái cuộc thi gói bánh chưng này cũng làm cho tôi vơi đi cái nỗi với xa nhà, và chúng tôi sẽ an tâm tư tưởng công tác. Tại Hải đội 695, ngay trên sân cảng, cán bộ chiến sĩ hải đội cũng đang nhộn nhịp gói bánh chưng. Dưới tàu,
không khí đón Tết tấp nập không kém, với đầy đủ hoa đào, quất, bánh kẹo cùng những nhu yếu phẩm quen thuộc của ngày Tết. Tôi có 7 năm trong quân ngũ, nhưng mà đã tới 6 năm là đón Tết ở xa gia đình. Ở đây thì anh em thì cũng tình cảm, mọi thứ thì cũng chuẩn bị rất là chu đáo đón Tết, nên cũng cảm thấy vơi bớt đi niềm nhớ gia đình. Mỗi dịp Tết đến xuân về, hội thi gói bánh chưng được nhiều đơn vị quân đội duy trì nhằm đảm bảo cho bộ đội đón Tết đủ đầy và yên tâm công tác. Chúng tôi thì cũng đã bảo đảm từ khai thác lương thực thực phẩm, rồi là tổ chức gói bánh chưng, gói giò và làm tốt công tác chuẩn bị lương thực thực phẩm để bảo đảm cho bộ đội đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Đội phí là những người vẽ chân dung biển. Cùng với khí thế của những ngày đón xuân mới, những chiến sĩ hải đồ cũng đang chuẩn bị tâm thế cho chuyến đi biển dài ngày tiếp theo. Với các anh, Tết thường đến sớm và kết thúc muộn. Tiếp sau đây là một số tin vắn đáng chú ý. Sáng nay, Quân ủy Dương Kinh tổ chức kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh năm 2016, trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên. Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của Đảng ta trong 87 năm qua, khẳng định những thành tích đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Dương Kinh đối với sự phát triển chung của thành phố và đất nước. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên thường xuyên được Quận ủy Dương Kinh thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm đánh giá phân loại sát thực tế, đúng thực chất, đạt yêu cầu cao. Nhân dịp này, Quận ủy Dương Kinh trao huy hiệu 30 năm, 50 năm, 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên, nhiều tổ chức cơ sở Đảng tiêu biểu trong sạch vững mạnh được biểu dương khen thưởng. Quận Lê Chân vừa tổ chức triển lãm hơn 100 bức tranh thư pháp của hai nhà thư pháp là Lê Thiên Lý, giám đốc Trung tâm Thư pháp Câu đối Hán Nôm học Hải Phòng và Lê Đức Nghiêm, chủ nhiệm Câu lạc bộ Hán Nôm thuộc Trung tâm Văn hóa thành phố. Các bức thư pháp được thể hiện trên nhiều chất liệu khác nhau. Ngoài việc thực hiện theo truyền thống cũ, các nhà thư pháp đã mạnh dạn tìm tòi sáng tạo thêm những nét mới khá táo bạo. Nhờ đó, các bức thư pháp trở nên sống động. Triển lãm diễn ra từ ngày 24 tháng 1 đến mùng 5 tháng 2, 2017. Bộ Công an vừa ban hành thông tư 53 về việc quy định cách thức thực hiện khai báo tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2, 2017. Theo đó, các khách sạn phải thực hiện khai báo thông tin tạm trú cho người nước ngoài qua trang thông tin điện tử của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phải được thực hiện ngay khi người nước ngoài đến đăng ký tạm trú tại khách sạn. Tối qua, lễ bốc thăm chia bảng vòng loại cuối cùng ASEAN Cup 2019 đã diễn ra tại Abu Dhabi. Đội tuyển Việt Nam nằm chung bảng C với các đội Jordan, Afghanistan và Campuchia. Vinh dự được Liên đoàn bóng đá châu Á AFC mời làm người bốc thăm, cựu đội trưởng đội tuyển Việt Nam Nguyễn Minh Phương đã giúp đội tuyển Việt Nam lọt vào bảng đấu khá dễ thở bởi ngoài đội bóng Tây Á Jordan thì những đối thủ như Afghanistan hay Campuchia có thể xem là dưới cơ so với Việt Nam. Kết quả trên khiến nhiều người tỏ ra lạc quan cho khả năng lọt vào vòng chung kết của thầy trò huấn luyện viên Hữu Thắng. Mỗi khi Tết đến, trên bàn thờ các gia đình không thể thiếu nải chuối xanh. Ở Tiên Lãng, nhiều người không chỉ biết đến làng nghiện xã Tiên Tiến trồng đào Tết nổi tiếng, mà còn bởi nơi đây có những vườn chuối Tết đẹp mang lại thu nhập cao cho người nông dân. Từ hơn một tháng trước Tết, vườn chuối của gia đình bà Nguyễn Thị Bốn ở thôn Nghiện, xã Tiên Tiến, huyện Tiên Lãng gần như được bán hết. Không chỉ có chuối, bà Bốn còn trồng bưởi cho thu hoạch đúng dịp Tết. Mỗi dịp Tết, gia đình bà Bốn thu lãi hàng trăm triệu đồng từ hai loại quả này. Giá bán năm nay thì nó cũng tương đối là ổn định. Năm nay như nhà tôi là bán là được 250.000 một buồng. Ngày thường thì chuối bán theo nải, theo buồng. Tới dịp Tết, chuối được bán theo quả. Tùy theo loại đẹp xấu, giá từ 2.000 đến 3.000 đồng mỗi quả. Những buồng chuối đẹp giá có thể đến vài trăm nghìn, nhưng để có được lãi lớn thì người trồng cũng phải tích lũy nhiều kinh nghiệm, tính toán sao cho ra quả vào đúng dịp Tết. Trồng chuối đúng thời gian đã khó, chăm sóc cho mẫu mã màu sắc đẹp lại càng khó hơn. Những buồng chuối đủ độ già để thu hoạch đúng dịp Tết có giá rất cao, trung bình một buồng từ 8 đến 9 nải giá bán từ 400 đến 600 nghìn đồng. Mặc dù có biến động về giá, nhưng nhu cầu thị trường đối với mặt hàng chuối vào mỗi dịp Tết Nguyên đán vẫn không hề giảm sút. Cũng vì nghề trồng chuối bán chạy vào dịp cuối năm mà nhiều gia đình giàu lên nhanh chóng.
Có thể nói, cuộc sống người dân nơi đây đã thay đổi nhờ cây chuối và sẽ còn có nhiều thay đổi hơn nữa nếu như thời tiết thuận lợi và giá cả thị trường ổn định. Tổng giám đốc Jones Lang LaSalle là Stephen Wyatt dự báo hoạt động mua bán và sáp nhập bất động sản tại Việt Nam đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong năm 2017, mặc dù Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương và TPP khó thực hiện nhanh như kỳ vọng. Ông Stephen Wyatt cho rằng việc Mỹ rút lui khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP không tác động ngay lập tức đến thị trường bất động sản Việt Nam năm 2017, bởi các nhà đầu tư nước ngoài khi quyết định vào thị trường này không chú trọng duy nhất vào mục tiêu TPP mà vì sức hấp dẫn nội tại của thị trường Việt Nam. Năm 2017, các nhà đầu tư vẫn tiếp tục dõi theo khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam với thị trường minh bạch hơn và tốc độ tăng trưởng GDP vẫn duy trì ở mức cao. Chính phủ Việt Nam đã đưa ra những thay đổi về chính sách để khuyến khích thu hút các nhà đầu tư, đồng thời nới lỏng luật sở hữu bất động sản đối với người nước ngoài. Trong bối cảnh thành phố đang trong giai đoạn đầu tư hạ tầng cơ sở mạnh mẽ, nắm bắt được cơ hội đó, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Bạch Đằng Bimeco thuộc Tổng Công ty Xây dựng Bạch Đằng đã nỗ lực vươn lên khẳng định thương hiệu. Trên cơ sở kinh nghiệm và thương hiệu từ nhiều năm qua, ngoài các khách hàng truyền thống, Bimexco mở rộng mối quan hệ để nắm bắt và tham gia dự thầu các dự án đầu tư xây dựng, tăng cường liên danh liên kết. Nhờ đó, công ty đã ký được nhiều hợp đồng xây dựng lớn không chỉ riêng ở thành phố Hải Phòng mà còn ở các tỉnh thành khác trong nước. Năm 2016, các chỉ tiêu cơ bản đã thực hiện của Bimexco đều hoàn thành và vượt mức khá cao so với kế hoạch cả năm đề ra. Cụ thể, giá trị sản lượng đạt 693,587 tỷ đồng, vượt 39% mức kế hoạch năm, tăng 49% so với cùng kỳ 2015, doanh thu đạt 619 tỷ đồng. Để tạo lập và giữ vững được uy tín thương hiệu cũng như tạo đà phát triển mạnh mẽ cho tương lai, Bimexco luôn chú trọng động viên khuyến khích người lao động trong công ty không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy ý thức trách nhiệm với công việc được giao. Mặt khác, tùy theo đặc điểm của từng công trình dự án, công ty xây dựng và đề ra biện pháp cơ chế chính sách cụ thể, phù hợp nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình. Còn bây giờ là những thông tin thời tiết Hải Phòng đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết khu vực thành phố Hải Phòng đêm nay và ngày mai. Khu vực trung tâm thành phố Hải Phòng, đêm và sáng có mưa nhỏ, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Phía bắc thành phố, đêm và sáng có mưa nhỏ, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Phía nam thành phố, đêm và sáng có mưa nhỏ, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, đêm và sáng có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 4, cấp 5, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ. Huyện đảo Bạch Long Vĩ đêm và sáng có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 biển động, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ. Khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa nhỏ rải rác, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 biển động. Tiếp sau đây là phần tin quốc tế. Giới chức Indonesia vừa bắt giữ 17 đối tượng được cho là có liên quan với tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Tờ Jakarta Post đưa tin, nhóm nghi phạm bao gồm 8 phụ nữ đã bị bắt tại sân bay quốc tế Jakarta của Indonesia sau chuyến bay từ Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát Indonesia ước tính có tới hơn 500 công dân nước này đã tìm cách gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tại khu vực Trung Đông. Những đối tượng này có nhiều khả năng thực hiện âm mưu tấn công khủng bố sau khi trở về nước. Năm 2016, cảnh sát Indonesia đã bắt giữ khoảng 170 đối tượng bị tình nghi lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào quan chức chính phủ, cảnh sát và người nước ngoài tại Indonesia. Tổng giám đốc WHO cho biết, bắt đầu từ tháng 12 năm 2016, đã có gần 40 quốc gia báo cáo phát hiện dịch cúm gia cầm bùng phát và lan truyền với tốc độ đáng báo động. Theo bà Margaret Chan, dịch cúm gia cầm H5N6 đang bùng phát tại nhiều quốc gia châu Á do 4 loại biến thể virus gây ra, khiến tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp và khó lường. Ngoài ra, WHO cũng không loại trừ khả năng virus cúm gia cầm lây truyền từ người sang người. Để chào đón năm mới Đinh Dậu, nghệ nhân người Trung Quốc Wang Ping đã khắc hình con gà theo cung hoàng đạo và một số hình động vật đáng yêu khác trên những chiếc lá khô theo một phương pháp đặc biệt. Kỹ thuật khắc trên lá tương tự nghệ thuật cắt giấy của Trung Quốc nhưng ở một cấp độ khó hơn. Nghệ nhân Wang Ping phải lựa chọn những chiếc lá khô hết sức cẩn thận và thực hiện những nét chạm khắc hết sức tinh xảo trên chất liệu mỏng manh này. Theo tử vi Trung Quốc, những người cầm tinh con gà là những người chân thành, đáng tin cậy và dám chịu trách nhiệm. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.